Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube Thần Nhật Quang Trường. Hôm nay em sẽ giới thiệu cũng như là hướng dẫn chi tiết các bác sử dụng cái chiếc máy lọc không khí Daikin này nhé. Cái chiếc này thì nó là dòng không khí bù ẩm diệt khuẩn đấy. Thì cái dòng này thì công suất nó rất là lớn. Em phải gọi nó là Daikin đồng hồ tròn. Đây các bác thấy này. Ở đây thì nó sẽ hiển thị ở phần độ ẩm nhá. Thì tại độ ẩm miền Bắc bây giờ đang cao này. Đó, bên này nó có hai cái đèn, một bên là báo mùi và một bên là báo bụi mịn. Đó, nếu có bụi mịn thì nó sẽ báo. Con này là công suất là 73W nhé, 73W công suất rất là lớn. Đó, máy toàn bộ là trắng đẹp này. Đó, hiện tại là em sẽ giới thiệu cách sử dụng để cho một bác khách ở Bắc Ninh nhé. Đây, thì cái máy này nó có trang bị một cái cảm biến chống đổ nữa. Nếu mà máy mà bị đổ thì máy nó sẽ báo lỗi là A0 đó, A0 thì nó sẽ dừng hoạt động nhá, rất là an toàn. Đây em sẽ tháo, đây là mặt đằng trước nhá. Đó, tháo ra mắt sẽ máy sẽ ngắt luôn. Thì ở cái dòng Daikin này các bác sẽ thấy rằng là nó sẽ trang bị thêm hai cái thanh. Thanh này nó là cái thanh ion diệt khuẩn cho các bác nhá. Đó, một thanh stemmer trên này. Đây. Đây là mật độ ion của nó rất là cao. Đó, hai thanh hai bên. Còn đây là màng. Màng này màng mới nhá, thì em sẽ tháo bỏ luôn ni lông để cho bác cái sử dụng luôn, đỡ phải tháo. Đó, đây là màng thay mới. Còn đây là màng than. Và là màng carbon ấy. Đó. Trong này là màng ẩm. Và các bác lưu ý là máy này thì ở dưới này nó có một cái công tắc màng, đó là công tắc của màng than. Nếu mà các bác mà lắp vào không vào công tắc này nhá, thì trên đồng hồ nó sẽ báo là lỗi AH. Đây, luôn. Đây bật lên này. Thì nó sẽ báo lỗi luôn. Đấy, thì là AH mà chưa lắp màng. Chi tiết thì các bác sẽ cứ lắp vào sát vào trong này nhé. Đó. Sau đó là đặt cái màng ấy vào. Đặt màng HEPA vào. Đây, mình sẽ phải khít vào trong cơ. Trên này nó có những cái chân nó sẽ cố định cái màng lại. Và đây nó là một cái lưới. Lưới này nó chính là cái lưới lọc bụi thô. Thì nếu mà các bác kiểm tra thấy cái lưới này bẩn thì mình vệ sinh bằng nước đâu. Còn tất cả màng kia là mình phải vệ sinh khô nhé, không vệ sinh bằng nước được đâu. Sử dụng thì nó rất là đơn giản thôi. Đó, nhưng mà cái công dụng mà nó mang lại thì cái hiệu quả nó rất là lớn. Đưa lửa lên để lắp vào chân này. Rồi. Đó, dưới này nó có hai cái lẫy nhé. Đó, máy toàn bộ rất là trắng đẹp. Máy đã lên điện 220V rồi. Và đây là bình nước bù ẩm. Đây phần màng bù ẩm nhá. Cái màng này thì các bác có thể là tháo ra mình vệ sinh, mình giặt bằng nước được. Đây mình sẽ tháo kéo như này. Đó, màng rất là đẹp. Màng này mình vệ sinh bằng nước thoải mái luôn. Đây là màng bù ẩm mà. Chốt cho bên này. Đấy, sau mình nắp vào mình xoáy phát là xong. Và cái chiều bánh răng mình sẽ cho sang bên trái. Đó, phía bên trái. Cái dòng máy này thì cái tốc độ lọc rất là khỏe. Máy này là trọng lượng của nó là 13 cân nhá. Sau đây thì sẽ hướng dẫn chi tiết sử dụng cho các bác. Rồi trên đây thì nó có rất nhiều các phím. Thì tất cả các phím này thì em sẽ dán chi tiết để cho các bác sử dụng. Nhưng em vẫn hướng dẫn qua. Giữa là bật tắt nhá. Bật tắt này. Đây là điều chỉnh chế độ gió này.
chọn chế độ bù ấm này, bật chế độ bù ấm này. Đó, nó sẽ lên một cái đèn màu vàng đây nhé. Và đây chế độ Eco này, Eco tiết kiệm điện này. Bên này là hai phím hẹn giờ 1 2 3 4 4 5 6 8 này. Đó, 1 2 4 4 6 8. Và bên đây mình sẽ điều chỉnh đèn nhé, tắt đèn này, bật này. Đó, đây đang bật chế độ bù ẩm và không có nước bù ẩm. Nên trong này nó sẽ có một cái đèn màu đỏ. Các bạn sẽ thấy là bên trong cái đèn màu đỏ đây nhé. Đấy nó báo là không có nước bù ẩm hay là hết nước bù ẩm. Thì chế độ lọc ở đây thì các bác hãy để tất cả để ở chế độ tự động giúp em nhé. Tự động thì máy sẽ hoạt động toàn bộ tự động theo chương trình nhà sản xuất cài đặt. Đây chế độ, đây chế độ tự động này. Em cho sát vào một chút nha. Đây các bác hãy để chế độ tự động nhé. Còn cửa gió là cửa gió cơ nên mình sẽ điều chỉnh hướng gió tùy theo cái hướng của mình nhu cầu. Chế độ tự động này. Đó. Chế độ yếu này. Đấy. Trung bình này. Tốc độ gió nó sẽ mạnh hơn một chút. Tốc độ mạnh này. Tốc độ cực kỳ mạnh này. Và có một cái chế độ ở giữa gần chế độ tự động, nó là lọc phấn hoa. Thì tất cả các bác hãy để chế độ tự động cho em. Còn đây chế độ bù ẩm vậy. Đây tắt tắt bù ẩm này, bật bù ẩm này. Đây là tự động này. Đó, bù ẩm tự động. Tức là khi mà cái độ ẩm mà nó dưới dưới khoảng tầm 60% thì nó tự động nó bù ẩm nhá. Và giữa là chế độ bù ẩm liên tục. Đó, bù ẩm liên tục này. Sau đó đây là bù ẩm phía ngoài này, chế độ ngoài cùng là bù ẩm cho da và họng. Đó, vậy thôi. Tất cả mình để tự động nó ok. Và cái đèn đỏ này, các bác sẽ thấy là nó có một cái đèn màu đỏ đây nhá. Nó hiện lên là không có nước này. Đó. Hoặc là giữ 2 giây để khóa toàn bộ các phím. Khi mà các chế độ mình đã cài đặt xong rồi thì mình không muốn vào, ví dụ như không may chạm vào nó thay đổi chế độ của mình, các bác ấn giữ 2 giây này. Đó là khóa phím này. Toàn bộ các phím sẽ không sử dụng được nhé. Đó, rất là hay. Đó thì sơ qua thì em đã giới thiệu chi tiết cách sử dụng cũng như là cách nắp màng lọc thế cho tất cả các bác mà đang có nhu cầu sử dụng cái dòng chiếc máy Daikin này. Bác nào có nhu cầu thì em vẫn còn máy này nhá. Một chiếc đồng hồ tròn và một chiếc Daikin trứng nhá. Đó, dòng sáp em cũng có. Thì cái công suất của con này của nó là 73W. Còn chiếc Daikin trứng kia thì của nó là 64W nha các bác nhá. 64W. Nói chung là nó sẽ lọc cho phòng rất là lớn. Cái con này nó lọc cho phòng khoảng tầm 65 mét vuông quay đầu. Đó, 65 mét vuông. Con kia khoảng tầm 55 mét vuông. Nó sẽ công suất thì sẽ phụ thuộc vào cái mức độ phòng các bác cần lọc bao nhiêu. Đó, một con máy rất là đẹp. Đó, giá hiện tại bây giờ cũng tốt như ngày trước rất là nhiều rồi các bác ạ. Tráng đẹp nha, màng lọc thay mới nên các bác yên tâm. Cái dòng này thì nó sản xuất năm 2012. Các bác mua máy thì các bác chỉ cần quan tâm đến cái việc là cái chất lượng màng lọc, tức ví dụ như là chất lượng không khí ra nó có được sạch hay không, là tất cả do màng lọc nhá. Đó, chứ không phải là máy đời cao mà lại bền hơn thì nó không phải đâu. Những cái dòng máy này hầu như là không khí về tỷ lệ hỏng của nó là cực kỳ là thấp. Đó, cái dòng này nó rất là bền, nó gọi là siêu bền luôn đấy, rất là dày dặn chắc chắn. Con này trang bị cảm biến ẩm này, cảm biến mùi này, cảm biến bụi này, cảm biến chống đổ này. Đó, thì cái dòng Daikin này thường thường nó sẽ trang bị các dòng cái cảm biến mùi nhá. Đó, phát hiện mùi này, phát hiện bụi mịn PM2.5 này, cảm biến độ ấm này. Đó, rất là nhiều các cảm biến khác nhau. Đó, ok, xin chào và cảm ơn tất cả các bác nhá. Các bác nào đã có nhu cầu về máy lọc không khí thì liên hệ trực tiếp em qua hai số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Em là Kim Thành Hải Dương. Xin chào, cảm ơn tất cả các bác. Đó, tất cả máy hãy để chế độ tự động cho máy hoạt động nhé.